Hello, chào mừng 500 anh em ruột đã đến với channel của Ngọc Ken nha. Và hôm nay thì Ngọc Ken sẽ gửi tới cho anh em một cái clip về những cái tính năng mới update trong phiên bản mới và ở cái giai đoạn 8X nha anh em. Thì trước khi vào buổi quay clip này thì anh em nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp Ngọc, ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót những video clip của Ngọc mỗi khi Ngọc lên sóng nha. Và anh em cho Ngọc xin được một phút quảng cáo. Bên shop thẻ game của Ngọc Ken hiện tại đang bán thẻ dinh chiết khấu từ 6-8%, thẻ dinh 1 triệu, hàng chậm lên đơn chờ xong trong ngày, thanh toán 920.000 tương đương với chiết khấu 8%, thẻ dinh 1 triệu, hàng nhanh có sẵn xong ngay và luôn, thanh toán 940.000 tương đương với chiết khấu 6%, thẻ dinh 500.000 thanh toán 408, thẻ dinh 200.000 thanh toán 200 và thẻ dinh 100.000 anh em thanh toán 100 nha. Ngoài ra thì bên shop Ngọc còn nhận úp kiếm tôn lên server dành cho những anh em nào cần úp kiếm tôn. Anh em lưu ý là bên shop Ngọc sẽ kích hoạt cái móc kiếm tôn cho anh em để anh em nhận quà kiếm tôn cũng như là quyền lợi kiếm tôn mang lại. Ví dụ như móc phú hào 3 anh em tự nạp sẽ là tốn 5 triệu, còn anh em úp qua shop Ngọc thì tốn có 1.050.000 tiền phí thôi. Tương tự như vậy với móc truyền kỳ 1 anh em tự nạp và sẽ là tốn 50 triệu, còn anh em úp qua shop Ngọc thì tốn có 10.500.000 tiền phí thôi. Và cái dịch vụ thứ ba đó là dịch vụ úp hoàn trả, event hoàn trả này thì anh em chỉ cần tốn có 2.600.000 tiền phí là anh em sẽ kích hoạt được cái móc 12 triệu và nhận tất cả những cái quà trong đó. Thì anh em chỉ cần liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo 0981007879 mọi người nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem các cái tính năng mới và mở giới hạn như thế nào ở trong cái giai đoạn 8X nha mọi người. Thì hôm qua là bên Vinagame người ta đã mở 8X ở server 1. Thì mình hôm qua mình hơi bận nên là không có làm clip cho anh em xem được. Thì hôm nay mình sẽ lại lên clip cho anh em xem. Thì đây là Darklord. Thì Darklord thì cũng sau cái đợt đua tốt thì bạn này cũng đã ngưng đầu tư rồi. Và bây giờ thì hiện tại lực chiến tài phú của bạn ấy vẫn là 1.480.000 thôi. Còn rất nhiều thứ để mà build lên. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem trước. Đầu tiên đó là cái võ hàm. Võ hàm thì hiện tại đây là Darklord đang ở số phượng 3 sao, lên số phượng 4 sao. Nhưng mà thấy tên này là anh em đã lên được tiềm long rồi. Thì số phượng 4 sao xong là sẽ lên được tiềm long anh em nhé. Sẽ lên được tiềm long. Thì theo mình nghĩ là chắc cũng từ số phượng 3 sao đến số phượng 4 sao là 10 cái số phượng lệnh. Số phượng lệnh thì đây. Và từ số phượng 4 sao sẽ lên số phượng sẽ lên tiềm long. Tiềm long 1 sao thì chắc cũng sẽ tốn là 10 cái tiềm long lệnh đây anh em. Đó là cái đầu tiên, đó cái võ hàm. Võ hàm thì đã mở cấp võ hàm là tiềm long rồi. Và thứ hai nữa đó là đồng hành thì mình thấy đây. Đồng hành thì bên của Darklord đây là lên đồng hành 5 sao rồi. Đồng hành 5 sao và bây giờ nó mở lên 8X thì nó mở thêm là đồng hành 6 sao. Đồng hành 6 sao đây. Thì anh em giờ để mà lên đồng hành 6 sao thì nó cũng sẽ tốn 4 con. Mỗi con đồng hành như vậy là nó tốn thêm 4 con nữa để tăng sao lên. Để tăng sao lên thì chắc chắn là sẽ mở thêm một cấp kỹ năng nữa. Mở thêm một cái ô kỹ năng nữa để anh em học vào. Đó, cái rồi là lên 9X nó chắc nó sẽ lên là thêm một sao nữa. Đó, cứ lên 10 cấp là nó sẽ tăng thêm một sao và mở thêm một cái ô kỹ năng. Nên là cái phần kỹ năng đồng hành này rất là quan trọng anh em. Kỹ năng đồng hành này rất là quan trọng, ví dụ như thổ công này cộng trực tiếp tấn công cho thổ công cho nhân vật này. Đây là chí mạng này cộng trực tiếp chí mạng cho nhân vật luôn này. Đó, tấn công này cộng trực tiếp tấn công 1.4% cho nhân vật luôn. Nên là phần kỹ năng của đồng hành là rất là quan trọng anh em nhé. Và nâng lên sao thì chắc chắn là nó sẽ phải nâng thêm tư chất rồi. Nâng lên sao thì chắc chắn nó sẽ nâng thêm tư chất nữa. Và tư chất thì bữa là 4 sao thì con mặc quân này là full hoàn mỹ. Nhưng mà mình nâng lên 5 sao rồi thì nó là trắc Việt. Và nâng lên 6 sao nữa chắc là nó sẽ xuống đây như kiểu con này là Yến Tử Lâu này là 4 sao là hoàn mỹ full rồi này. Nâng lên 5 sao. 5 sao con Hồ Khôn này là cũng lên hoàn mỹ rồi. Con Đường Vũ 5 sao này cũng được dòng nội công hoàn mỹ. Còn mặc quân thì đang trắc Việt hết. Ví dụ như những con như thế này thì anh em mà nâng lên 6 sao chắc là sẽ xuống dòng ưu tú. Đấy, sẽ xuống cái dòng xanh này ưu tú. Rồi, rồi đây là dàn pet của Darklord luôn anh em. Đây, đợt đua tốt là tăng sao lên như vậy để tăng hiệp duyên đó mọi người. Đó, cái dàn pet này cũng khá tiền đấy. Và kỹ năng đó giờ mình đã cho anh em xem cái dàn pet để mà nâng lên 6 sao thì chắc chắn là tư chất mình phải nâng thêm, phải tẩy tuổi thêm.
phải thay tuổi thêm để cho nó mắc lên cột sau này. Đó thì anh em đây như mình sẽ tự tẩy tuổi cái con này để cho anh em xem nào. Đó, tự tẩy tuổi thì mình khi mình tẩy tuổi lên mắc những cái dòng này thì nó sẽ lên hoàn mỹ đây nha. Đó, mắc lên những dòng này thì nó sẽ lên hoàn mỹ cho mọi người. Đó, lên hoàn mỹ đây nè mọi người nè. Này hai cộng thêm xíu nó lên hoàn mỹ đi cho đẹp đi. Bởi vì là con mặc quân là con tướng chính mà. Là con pet ngon của rồi, của võ đang mà. Để nó trắc viện thì nhìn hơi bẩn đúng không? Đó, lên hoàn mỹ rồi nhưng mà chưa full nhá mọi người, hoàn mỹ rồi phải tẩy lại đây full nữa là ok. Rồi, tư chất đó. À, thì anh em nâng lên 6 sao thì anh em sẽ lại tiếp tục được tẩy tư chất và học được thêm kỹ năng. Đó là cái phần thứ hai. Phần thứ ba mình thấy đó là trong cái shop này. Trong cái shop này. Tiệm giang hồ này, danh vọng tiêu dao này, đồ phổ ngọc bội đây, danh vọng võ uy, danh vọng trục lộc đây. Danh vọng trục lộc là mình thấy là có phổ vũ khí rồi, thì có nghĩa là bây giờ anh em nào mà lên vũ khí cộng 16 thì anh em phải mua cái phổ này và anh em xài vũ khí 8x. Xài vũ khí 8x và anh em đập lên cộng 16 thì hiện tại vũ khí của mình đang là vũ khí 7x. Vũ khí 7x và đang là cộng 14. Thì đập cái vũ khí này thì anh em biết tốn như thế nào rồi. Như ở đây thì Đắk Lót thì đã đập nón này, tay này, đai này và nhẫn với lại liên là cộng 16 rồi. Nhưng mà đập vũ khí thì nó tốn gấp 3 lần đập những cái món bình thường này nha anh em. Là anh em biết rồi, đập vũ khí rất là tốn. Rất là tốn nhưng mà nó lên lực chiến rất là kinh khủng nha mọi người. Nên là đập cái quả vũ khí này lên là sức mạnh là vượt trội luôn anh em. Thì do Đắk Lót là nghỉ đầu tư từ sau cái đợt đua tốt rồi nên là những cái món như là chân này cũng đã lên được đã lên được đồ tiêu dao rồi nè. Rồi cái phù này chưa lên nè. Đây cái phù này. Cái phù chưa lên nè, lên được cái nhẫn thì cộng rồi. Còn cái này là cái bội. Cái bội thì cũng chưa lên chưa có nâng cấp bội lên này. Thì đó thì lên 8x này thì sẽ được lên cái bội này, lên cái nhẫn này. Nói chung là lên 8x là sẽ là full 10 món cộng 16 hết rồi mọi người. Lên luôn cái áo này. Đó, 8x sẽ lên được áo này, bội này và nhẫn này. Còn 7x thì bội này, áo này, vũ khí và bội nha mọi người. 8x sẽ nâng lên được những cái thứ này. Còn 7x là lên được giày này, phù này và nhẫn này, đai và tay và nón thì đã lên rồi, liên đã lên hết rồi. Đó thì bây giờ 8x là mình anh em là cứ nếu như mà đua tốt và là nạp tiền nhiều thì anh em cứ ưu tiên đập quả vũ khí này lên cộng 16 để nó sức mạnh nó tăng vượt trội và tài phú nó cũng tăng lên nhiều lắm nha mọi người. Nhưng mà tốn nhá, tốn gấp 3 lần, gấp 3, 4 lần những cái món đồ thường này. Đó thì xem ở ngoài cái phần kỳ trân cát này, chúng ta xem vào tiệm giang hồ. Nhưng bằng võ uy này, đồ phổ phù là có luôn rồi nè. Đồ phổ thân phù có nè. Danh vọng tiêu dao thì đã lên full rồi. Bội, có cái bội nữa nè. Đó. Đây, cái bội là chưa lên, chứ còn cái phù đã để mình xem nào, trong cái nick này là đã lên cái cái phù là lên rồi. Cái phù là ở 7x rồi, cái bội thì lên 8x nó là có thêm cái bội, cái kiếm và cái áo nha mọi người. Sorry có sự nhầm lẫn ở đây nha. Đó, thì anh em có thể lên vũ khí đầu tiên này. Đó, rồi là lên bội là ở bên tiêu dao. Đây, tiêu dao đây, bội đây. Và cái áo, mình xem có cái áo chứ nào. Đồ phổ y phục bậc 7 là có luôn rồi này. Đây có áo luôn rồi. Bên vũ uy là có áo luôn nha anh em. Đó thì anh em lên 8x là sẽ là xài được full bộ cộng 16 nha anh em nhá. Full bộ cộng 16 luôn. Đó, những anh em nào đua tốt nạp tiền nhiều thì chắc chắn là sẽ lên thôi. Và cái điều tiếp theo đó là phần khí linh. Khí linh thì để mình xem test thử xem là
Ấn khí linh này đã lên 8X có mặc được khí linh 16 hay không, thì mình sẽ tháo thử hai viên này ra, sẽ tháo thử hai viên này ra và mình vào mình ghép thử đã coi đã mặc được khí linh 16 chưa nhá. Thế mình nghĩ thì sẽ mặc được thôi. Đó, khí linh 16 này. Rồi mình sẽ ra để mình mặc thử xem. Rồi thấy sáng như vậy là chắc mặc được rồi. Đó, cái linh 16 mình xem một viên được bao nhiêu tài phú nhá. 143 1.430.000, 1.430.000 mình sẽ mặc vào. 1.480.000. Đây. Hồi nãy là bao nhiêu anh em? 1.840. Để mình cho khí linh nào. À, 1.480 nhé. 1.480 trừ với lại 1.430 là một viên khí linh này nó lên được 50 k tài phú mà rồi. Vậy là nguyên bộ sẽ là lên được 500 k tài phú. 500 k tài phú với kích hoạt thêm cái dòng cộng thêm này thì chắc nó cũng lên được cỡ tầm 600 k tài phú đó mọi người, xấp xỉ 600 k đó, rất là ghê luôn mọi người. Bộ khí linh 16 đây nhá. Đó, 1.480. Ở đây thì mình thử cái này xem. Rồi, ok, vậy mình bây giờ mình sẽ tách cái này ra để mình xài full bộ 150 đi. Đó, mình sẽ xài full bộ 150 hơn. Linh này. Ghép đúc lại này, tách này, sau này bên 16 đây. Tách được hai bên 15. Ok, mình sẽ khảm vào, khảm cái link vào. Viên khí linh 15 thì nó lên được hai mấy gần 30 k. Ok anh em, đây là cái phần khí linh nha mọi người. Vũ khí này thì phải nâng lên vũ khí trục lộc thì anh em mới đập lên được 16 nha. Cường hóa lên 16 nha. Đó, đó là cái phần khí linh anh em ạ. Mình khí linh là đã xài được thêm bộ full 16 nữa là lên được cỡ 400 mấy gần 500 k tài phú. Bây giờ mình xài set này 400 mấy gần 500 k tài phú nữa là ngon, là gần lên lên gần 2 triệu tài phú, quá kinh khủng. 2 triệu tài phú, gần 2 triệu tài phú xong rồi đập full set đồ 16 này phải lên đồ tầm 2 triệu mấy, 2.1 triệu, 2.2 triệu gì đấy. Rồi là lên thêm set đồng hành này, rồi lên thêm quả võ hàm tiềm long mắc này, thì nếu như mắc ping ở cái giai đoạn 8X chắc là cũng lên được gần 2 triệu, sắp xỉ 2.3 triệu, 2.3 triệu, 2.4 triệu gì đấy. Khả năng lên lên được khoảng 2.3 triệu tới 2.5 triệu tài phú đấy mọi người ạ. Lên rất là căng, lên rất là căng luôn nhá. Đó. Và cái phần như ở đây phần kỹ năng, cái kỹ năng gia tộc này, kỹ năng gia tộc này là sẽ nâng lên được 60, full 60. Ở đây thì mình đã nâng lên full 50 rồi. Giai đoạn 7X là full 50 thì lên kỹ năng gia tộc này anh em sẽ nâng lên full 60, sẽ lên được một mớ nữa. Sẽ lên được thêm một mớ nữa nha mọi người. Chỗ này là không cho học đây ta. Tăng kỹ năng phường à, vậy là bang hội phải tăng kỹ năng phường thì nó mới cho học thêm anh em ạ. Đây, phần kỹ năng gia tộc này. Đó, anh em tăng kỹ năng phường lên sẽ học được lên full 60, học full cái này cũng được thêm một mớ chỉ số nữa anh em, và lên tất nhiên là sẽ lên tài phú cho mọi anh em rồi. Đó, là cái phần bên cái phần kỹ năng thì chúng ta gói gọn lại là không à, mình xem cái đá khảm đấy nhỉ, đá khảm nó xem có đá 4 không.
ha. Như đây thì đang mình đang xài đá ba thôi, và phần tinh chú chắc chắn là sẽ nâng thêm tinh chú nữa. Đã tinh chú thì tối đa rồi, tinh chú tối đa rồi nha nha. Cái phần đá khảm mình lên trên shop mình xem nào. Đá khảm này, bảo thạch này, bảo thạch 3, hiện tại thì mới thấy bảo thạch 3 thôi anh em ạ. Đó, chưa thấy bảo thạch 4. Chưa thấy bảo thạch 4 nha mọi người. Đây, chưa thấy bảo thạch 4 đâu nha anh em nhá. Đồ mình đang bán mớ đây luôn này. Rồi, ok. Vậy là chúng ta gói gọn lại nha. À, lên 8x thì cái phần kiếm tôn nó cũng không có mở. Giới hạn ở kiếm tôn max của game này chắc là đã hoàng gia 2 rồi. Đây thì 660 triệu sẽ lên được hoàng gia 2, còn đây là nạp 2 tỷ 061 triệu thì vẫn chỉ là hoàng gia 2 thôi. Thì kiếm tôn là nó không có mở thêm. Không có mở thêm và nó sẽ mở thêm những cái thứ như sau. Đó là lên được vũ khí, nâng cấp được vũ khí trục lộc này, nâng cấp được thêm cái áo vũ uy này, và cái bội hình như là bội vũ uy luôn. Để mình xem nào. À, bội tiêu dao, áo vũ kiếm trục lộc này, tiêu dao và bội vũ uy nha nha. Áo đây là của Trung Nguyên set tay đây. Bội là bội tiêu dao, còn áo là áo vũ uy. Áo vũ uy, bội tiêu dao và kiếm trục lộc thì sẽ nâng lên được những món đồ đó, thì kèm theo là sẽ cường hóa, mở cấp cường hóa của ba cái món đồ này lên là cộng 16. Cộng 16 là chúng ta sẽ full xài được full set 16 luôn anh em nhá. Và cái tiếp theo đó là sẽ nâng cấp được lên khí linh 160. Sẽ được xài khí linh 160. Thì sẽ lên được rất là nhiều tài phú, khoảng 400 mấy 500k tài phú một bộ khí linh 160 nha anh em nhá. Rồi, và tiếp theo nữa đó là sẽ nâng lên được pet 6 sao và sẽ nâng 6 sao lên thì sẽ nâng được tư chất của nó. Nâng tư chất của nó và sẽ mở thêm một ô kỹ năng. Sẽ mở thêm ô kỹ năng ở đây. Ô kỹ năng pet để anh em học vào. Đó. Và phần kỹ năng thì sẽ mở kỹ năng gia tộc là sẽ lên giới hạn là level 60, full level 60. Mà muốn lên thì anh em phải nâng cấp kỹ năng phường của trong gia tộc của mình lên nha. Rồi ok, vậy là mình đã review qua cái những cái tính năng. À, đã, còn nữa là võ hàm sẽ lên được thêm tiềm long không biết là 3 sao hay 4 sao, mình cũng chưa lên, cũng chưa biết, nhưng mà chắc chắn là lên 8x anh em sẽ lên được tiềm long, vì mình thấy ở bên trên bảng xếp hạng này, trên bảng xếp hạng này đã có nhiều anh em lên tiềm long rồi, đã có cô giáo Thảo, yêu cô giáo Thảo này lên tiềm long rồi. Đó, thì mình đã review qua những cái tính năng mới của cái từ game Kiếm Thế Origin ở giai đoạn 8x. Thì nếu như những anh em nào ở server sau mà chưa biết được là có những tính năng gì mà xem được video clip này, thì để cũng để tiện cho anh em chuẩn bị hành trang để mà lên 8x để mà chơi. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này. Nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp Ngọc. Ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót những video clip của Ngọc mỗi khi Ngọc lên sóng anh em nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.